em bao nhiêu đây? Đây thì mã 725 đồng 12 đấy. Đứng dưới xếp hàng đi. Không biết điều thì mời bà con cầm về. Alo. Hàng để cho người dân sử dụng thôi. Vâng. Chú này là chú bán à? Mời chú cầm về. Bia thì không biết bia. Thế này là người dân phải đón. Ngày mai nhớ là từ 8 giờ 10 giờ chiều 2 giờ 4 giờ nhá. Hôm nay là tôi chuyển hai con vịt vào trong cửa khẩu cho anh bạn. Nhà nuôi được về anh ăn đứng ở ngoài đưa qua kiểm dịch ạ. Chị gửi đồ cho gia đình trong khu vực cách ly, chủ yếu là lương thực cần thiết thôi. Nắng thì thôi cũng phải chịu. Mọi người xếp được thì mình cũng phải đứng xếp thôi. Tất nhiên là cũng lo lắng nhưng mà thôi tuân thủ mỗi người đứng khoảng cách 2 mét và tuân thủ theo sự hướng dẫn của ban ngành. Hôm nay cũng có là cô dỗ, cô cháu họ nhờ mua. Cái này chỉ có thịt này, bên này chuối với cả đậu với cả hoa quả thôi. Em gửi cho bố em đang là cách ly ở đây, có cả nhà bác em nữa. Em phải gửi mấy ngày một lần. Ban đầu thì người giãn cách nên mọi người cũng tâm lý. Đây, chú bảo là lên kia, Ngõ 125 Mậu Hà. 6 rưỡi đến 7 giờ chúng tôi đã tiếp nhận rồi. Cao điểm là đến 10 giờ là đông nhất. Để tập kết hàng và phân loại hàng ở từng ngõ, từng khu một. Thì sống thì chúng tôi sẽ đưa đi trước và những cái hàng khô thì chúng tôi sẽ tiến hành sẽ đi sau và đưa đến từng ngõ, từng nơi. Tôi cũng áng chừng 3 tấn hàng trong một buổi sáng. Buổi chiều cũng khoảng tầm 2 tấn nữa. Đây rồi, đây, đây là anh. Anh đứng rồi. Ôi, cô đứng quay lại đây, cô ơi. Xe máy lên trên xe hàng đi, anh ơi.